Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy xin chào tất cả các bạn. Đúng rồi, nhà tôi ba đời thi học sinh giỏi anh ha. Thầy xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh Quảng Ngãi các bạn nha. Hình như chuyên chuyên tỉnh Quảng Ngãi là Lê khiết sao các bạn? Nếu thầy nhớ không nhầm là chuyên Lê Khuyết tỉnh Quảng Quảng Ngãi nha. À, hồi nãy các bạn nói thầy là chữa đề Hà Nội, đề Hà Nội năm 2020 mới nhất thầy chữa cách đây 6 7 tháng rồi. Năm 19 thầy cũng chữa chữa luôn rồi, năm 18 chữa luôn rồi, 3 năm mới nhất chữa rồi nha. Và rất nhiều đề các tỉnh thành khác như là Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Sóc à, vân vân các bạn, rất nhiều, quá trời luôn. Gần vâng. ba mấy, tổng cộng là 80 đề luôn đó các bạn. Rồi à, đúng rồi, chuyên lê, lê thiết ha. Thầy chào Thanh Loan nha. Thầy chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ à, xem qua cái đề này các bạn nha. Ở cái, ở tỉnh Quảng Ngãi nha Thì các bạn lưu ý cho thầy Các bạn có phần nghe tới 2 điểm là các bạn nè Đây phần nghe 2 điểm nha Bạn sẽ nghe 4 phần Phần đầu theo dạng trắc nghiệm nè Là nửa điểm nè Đây nửa điểm các bạn Phần tiếp theo bạn cũng nghe dạng mức độ của FCI thôi các bạn Không nhiều hơn Nửa điểm luôn Và tiếp nè Đây nửa điểm luôn Và phần cuối cùng à, Dạng này cũng FCI đi các bạn cũng mức độ vậy thôi, không khó hơn nha điểm luôn là hai điểm và đề quảng ngại và quảng ngãi chúng ta bạn thấy rất đặc biệt nè à, không có phần ngữ pháp các bạn chỉ có phần guided close test nè và cái phần phần này là phần close test nha và bạn có một phần đọc hiểu đọc hiểu các bạn và phần writing writing thì ở đây nó đặc biệt các bạn writing ở quảng ngại rất đặc biệt luôn ở đây nè đầu tiên là nó chiếm hai điểm rưỡi nha và bạn đọc cái đoạn văn và bạn tóm tắt trong khoảng 10 câu thôi. Ở đây chỉ là 12, 120 từ chính là, là Chưa tới 10 câu các bạn. Chưa tới 10 câu luôn. Bạn sẽ đọc cái đoạn văn thế này nè. Sau đó bạn tóm tắt lại cái đề. Cái đoạn văn này mà dùng 120 câu. Và tiếp với các bạn. Ở đây bạn có cái phần viết essay mươi từ. Và nó chiếm một điểm rưỡi nha. Tóm lại rằng ở Quảng Ngãi. Bạn nào mà không đầu tư viết. Và bạn nào mà không đầu tư nghe là rớt chắc bởi vì hai phần này người ta chiếm tới 4 điểm rưỡi các bạn rồi hai phần này chiếm tới 4 điểm rưỡi luôn và đặc biệt á à, các bạn có khoảng 3 bốn phần thôi nó chiếm 5 điểm rưỡi à, đề chúng ta hơi đặc biệt xíu ha rồi hơi đặc biệt xíu các bạn tóm lại bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần này à, là phần Guided Clo close test các bạn nha đây chính là phần Guided Clo close test rồi chờ lại xíu nha để chỉnh lại cho đẹp À, chúng ta sẽ bắt đầu làm các bạn. Đây là phần đầu tiên nha. Tóm lại chỉ có một phần, hai phần và phần đọc hiểu thì thầy cung cấp cho các bạn à, cái đáp án tham khảo các bạn làm là xong rồi. Một phần, hai phần, có hai phần các bạn. Rất là nhanh nha. À, đề quen quen, đúng rồi nha. Thì sàn qua sàn lại chỉ có như đó thôi các bạn nha. Rồi. À, không cần chuyển nhà đâu Bảo Thanh. Em không cần chuyển nhà đâu. Nói mẹ chuyển hộ khẩu được rồi chuyển hộ khẩu bảo thanh nha ở hà nội nhưng mà em chuyển hộ khẩu ra bến tre hoặc quảng ngãi được nha Và nhờ người thân người quen ở đó cứ chuyển về dễ òm à dễ òm luôn bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp các bạn à, thầy biết một số bạn à, phần bao rap chỉ chấm không phải hai với một không rồi tóm lại giờ chúng ta làm các bạn nha cái cách mà chúng ta đọc nha rồi chúng ta làm tại sao bạn đã quyết định để đọc cái điều này thì và sẽ làm cho bạn đọc cho tới kết thúc uh, quyển sách hay là tài liệu này không không thì bạn có nghĩ là bạn hiểu mỗi phần đơn đọc, mỗi phần của cái tài liệu bạn đọc và bạn sẽ nhớ mọi thứ về cái tài liệu bạn đọc trong thời gian fortnight là hai tuần không đây là fortnight là hai tuần các bạn thì cái sự hiểu biết chung cái sự hiểu biết chung gì đó rằng nè câu trả lời cho những câu hỏi này phụ thuộc vào khả năng đọc liệu cái chủ đề này thì thú vị hay không hoặc những cái lập luận thì có rõ ràng hay không và cái gì đó thì có hấp dẫn hay không thì câu số 21 bạn có stress là đề nghị à, gợi ý cho thấy rằng transmit là transmit là chuyển đổi ha. Là truyền đi, đi các bạn. Advice là khuyên. Ở đây inform là thông tin. Các bạn lưu ý cho thầy nếu bạn chọn cái từ inform á các bạn thì thông thường inform phải có someone nha. Inform someone rồi mới tới từ that này nha. Lưu ý nha các bạn nha. Còn cái từ advice á bạn thấy rằng advice người ta vẫn vẫn đi với that mà nhưng thông thường người ta dùng cái từ advice này các bạn. À, thông thường ta dùng ở cái thì hiện tại hoa, hiện tại à, tiếp diễn hay sau đó nha. Còn hiện tại đơn thì ta sẽ ít dùng cái hình thức thế này. Còn các bạn có cái từ transmit các bạn thì nó sẽ không có phù hợp nghĩa ở đây. Ở đây chúng ta chọn câu A bởi vì nó vừa hợp nghĩa và bạn thấy rằng ở đây cái động từ nó không chia nè. Rồi, động từ không chia. Tóm lại 21, chọn thay là câu A nha. Và khá nhiều bạn đã rất là chuẩn luôn. Thì cái sự hiểu biết chung đã cho thấy rằng câu trả lời cho cái câu hỏi mà bạn đọc nhiều nè, à, đọc nhiều nhớ nhiều là liệu cái chủ đề, cái vấn đề chủ đề thì có hấp dẫn không và những cái lập luận có rõ ràng không và cái gì đó thu hút không? Pattern là hoa văn, layout là bố cục các bạn, formation là sự tạo thành, assembly là dây chuyền. Uh, lắp ráp theo dây chuyền các bạn ý là vậy thì ở đây chúng ta đang nói tới một quyển sách người ta đang nói rằng cái lập luận trong quyển sách có rõ ràng hay không và cái gì đó có hấp dẫn hay không thì ở đây bạn chọn cho thầy cái bố cục nha có nghĩa rằng quyển sách đó bố cục trình bày có đẹp không các bạn có dễ đọc hay không có gần gũi hay không hay nhìn vô toàn chữ không hai hai bạn chọn cho thầy là bố cục quyển sách nha là layout ở đây formation các bạn sẽ không có chọn uh, quyển sách thì chúng ta không nói formation nha à, sự thành lập và chúng ta sẽ không nói chữ này nha tiếp các bạn nhưng những nhà tâm lý này đã khám phá ra rằng tu gì đó các bạn để cái gì đó nè tại sao người ta đọc và tại sao người ta không đọc ở những cái thông tin kỹ thuật thì họ đã phải kiểm tra ở đây là kiểm tra không quá nhiều không quá nhiều cái cái việc viết như những người đọc thì câu số 20 23 các bạn Ở đây Ở đây chúng ta sẽ căn cứ vào nghĩa nha Các bạn có cái từ insure là đảm bảo Value là giá trị ha determine là quyết tâm Là xác định nè Một nghĩa là xác định các bạn Rate là tỷ lệ Trong câu này nhưng những nhà tâm lý học Đang khám phá ra rằng để mà xác định được, để mà biết được Ở đây các bạn chọn thầy cái từ determine bởi vì câu này nó liên quan tới nghĩa nha Tại sao người ta đọc Tại sao người ta không đọc Những cái thông tin kỹ thuật Thì họ phải kiểm tra không quá nhiều Cái bài viết như những người đọc Thì thậm chí các bạn Thậm chí cái người mà tự tin Về kỹ thuật nhất Thì thường phớt lờ những cái hướng dẫn Đối với những cái Video hoặc là cái máy tính ở gia đình Mà họ thiên về cái việc thực cái trải nghiệm thực hành có nghĩa rằng họ không thích đọc các bạn họ thích trải nghiệm thực hành làm rồi mới nhớ ý là vậy nha và người ta thường xuyên câu số 24 thường xuyên cái gì mà ở đây bạn thấy cái từ notice of nè là chú ý tới thì ở đây chúng ta có get notice hay là pay hay là make hay là tech các bạn thì ở đây các bạn chọn thầy là tech nha chúng ta có tech notice of là chú ý tới còn ở đây little là không chú ý tới các bạn không chú ý tới những thông tin khách hàng à, liệu có ở có trên những cái nhãn về thông tin về dinh dưỡng nè hoặc cái bản hợp đồng in nhỏ có bản rằng người ta sẽ không có đọc những cái này nha à, khá nhiều bạn làm rất là nhanh thầy cứ từ từ nha để cho các bạn cùng hiểu các bạn nha có các bạn làm tới câu số 25 luôn rồi tiếp các bạn rồi chúng ta sẽ qua tiếp theo À, câu số 26 đây tới đâu rồi thì những nhà nghiên cứu những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu cái việc đọc cái gì việc đọc các bạn nè cái gì đó nè để mà giả định rằng cả người mới bắt đầu đọc và những người đọc gì đó đọc mọi thứ được đặt ở trước mặt họ từ bắt đầu cho tới kết thúc tóm lại câu số 25 bạn có cái từ tent là khuynh hướng ha under là đảm trách Đảm nhận, lead là lãnh đạo ha hay là dẫn tới. Uh, lead, ally, ví dụ vậy các bạn. Uh, consent là ưng thuận. Thì câu số 25, bạn quan sát thấy. Ở đây bạn có tu vớp nè. Rồi chúng ta có tu ở Jim dad Thì những nhà uh, tâm lý học thì nghiên cứu cái việc đọc này có khuynh hướng để cho rằng. Chúng ta sẽ chọn cái từ uh, ten các bạn nha bởi vì nó cộng tu vớp và nó hợp nghĩa ở trong cái trường hợp này có khuynh hướng để giả định rằng cả người đọc mới bắt đầu và những người đọc lâu năm ý là vậy những người đọc có kinh nghiệm hay sáu bạn có cái từ sufficient là đầy đủ nè combustion là đủ năng lực có năng lực uh, considerable đáng kể valid là hợp lệ hợp pháp ở đây các bạn có cái từ readers nha là người đọc và cái người đọc nào Cái người nào mà họ có năng lực các bạn Họ rất là giỏi Họ có năng lực để làm việc gì đó Các bạn chọn cho thầy cái từ competent nha Là chữ này à, Chúng ta không chọn cái từ uh, đủ các bạn nha Cũng không đáng kể mà cũng không có hợp lệ Nó sẽ không hợp nghĩa 26 bạn chọn cho thầy là câu Câu B các bạn rồi tiếp nè Thì DA có cái gì đó Giữa họ 27. Sự phản đối giữa họ, cuộc thi giữa họ, lập luận giữa họ, sự tách biệt giữa họ uh, về cái gì đó của cái cái mắt các bạn. Về cái gì đó của con mắt nè. Uh, trí nhớ nè, bộ não nè, trong quá trình này. Câu số 27 các bạn sẽ chọn cái gì ha? Chúng ta sẽ căn cứ vào nghĩa nha. Khá nhiều bạn làm rất là nhanh. Có những cái sự phản đối, uh, có sự... Có những cuộc thi, có những lập luận, có những sự tách biệt Thì ở đây các bạn chọn cho thầy là có những cái lập luận nha Bởi vì bạn đọc phía sau nè, bạn thấy nè Một vài người tin rằng, có nghĩa rằng một vài người không tin rằng các bạn Ý là vậy, ở đây chúng ta sẽ chọn cái từ arguments là lập luận Giữa họ về cái gì đó của mắt, của trí nhớ và của não Đầu tiên bạn sẽ có câu A về sự chia sẻ, về phần chia, về cổ phiếu, về sự liên quan Uh, concern Ở đây bạn thấy relation mối quan hệ Ở đây là vai trò Thì câu số 28 này Các bạn chọn cho thầy là câu D nha Ở đây câu D Về vai trò của mắt Của trí nhớ nè à, uh, Của não nha Chúng ta không nói về sự quan liên quan của a uh, concern Về mối quan tâm Thì nó sẽ không hợp nghĩa trong câu này Thì những người khác khăng khăng rằng Những người đọc phụ thuộc vào trí nhớ hoặc bối bối cảnh các bạn để mà để mà đọc từ một cái cụm từ này tới một cụm từ khác ha rồi để mà ghi nhớ từ một cụm từ này tới một cụm từ khác nhưng họ cũng luôn luôn giả định rằng cái quá trình đọc này thì tương tự nhau việc đọc thì bắt đầu ở đây bạn thấy nè ở đây rồi ở đây ở dưới người ta cho chúng ta bốn động từ luôn nên không có gì nên không không tính về ngữ pháp nữa các bạn chúng ta sẽ tính về nghĩa đọc bắt đầu hiểu cái gì đó Sau đó đọc, việc đọc ngừng lại Tóm lại rằng việc đọc thì bắt đầu hiểu xét uh, Set, uh, occur là xảy ra Issues là phát hành đấy các bạn Issues là phát hành nếu là động từ Còn nếu danh từ chúng ta có nó là một cái ấn bản nha Establish là thành lập, thiết lập Thì trong câu số 20, 30 bạn thấy rằng đọc bắt đầu hiểu được thiết lập Sau đó việc đọc ngừng lại nó cái quay và cái quy trình này nó giống như một chu kỳ ha đây đọc bắt đầu việc hiểu à, được xác xác định ha rồi được thành lập có nghĩa rằng chúng ta hiểu chọn cái thầy cái từ comprehension này đi với cái từ establish này các bạn nha à, câu số 29 đây ha tại sao thầy nhìn mà thầy không có thấy rồi tiếp các bạn câu 29 rồi thầy nhìn thầy nhìn thầy quán luôn các bạn một vài người tin rằng những người đọc lưu loát rồi các bạn nhớ chưa? Ở đây là tag nha. Mọi từ là hấp thu, hấp thụ hay là hiểu nha. Chúng ta sẽ chọn cái từ check in là hấp thu, hấp thụ hoặc là hiểu mỗi từ, mỗi từ, à, mỗi nét hoặc mỗi từ mà họ thấy. Những người khác cho rằng những người đọc dựa vào cái này. Tóm lại câu 29, chọn cái thầy câu A. Rồi cảm ơn Tom nha. Rồi cảm ơn bạn Khuê Phạm và cảm ơn rất nhiều bạn à, nhắc thầy những câu này. Tóm lại chọn thay là tag in là hấp thu take over là gánh vác, đảm nhận uh, take out uh, lấy ra đi, còn take up là chọn môn thể thao để chơi và rất nhiều nghĩa liên quan chúng ta đã xong bài này, bây giờ chúng ta sẽ qua bài khác nha chúng ta sẽ qua bài khác các bạn uh, bài này là bài gì đây, đây chính là bài bài close test các bạn nha, bài này chính là guided close test, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài close test rồi lột tái sẽ các bạn Lột tái sẽ đây Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ làm phần này Bây giờ chúng ta sẽ làm phần này Các bạn sẽ điền 40 10 từ ha Rồi các bạn sẽ điền 10 từ vào cái phần này Đây Chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn nha Những cái khí gây hiệu ứng nhà kính Đang được thải vào trong bầu khí quyển 30 lần hơn Câu số 31 Câu số 31 các bạn. Câu số 31. Ở đây, bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? 31 này, bạn thấy phía sau có từ đen. Thì ở chỗ này, bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? Thì ở đây, ở đây các bạn sẽ chọn chữ gì nha? Bây giờ thầy dịch lại nha, khúc này để các bạn dễ làm nha. Bởi vì thầy thấy rằng có bạn nhầm, các bạn nhầm chút xíu. Thì khí nhà kính đang được thải vào trong bầu khí quyển 30 lần. Ờ, nếu bạn dùng cái từ mò đen á, hơn thời gian là chật lất rồi. Hơn thời gian là sai. Ở đây không phải hơn thời gian. Không phải hơn thời gian các bạn. Mà. mà ở đây là nhanh hơn thời gian. Thì nó mới hợp nghĩa nha. Bạn nào chọn cái từ faster thì mới đúng. Khá quá trời chọn cái từ, từ mò luôn nha. Thầy thấy một một series chọn mò nha. Bởi vì bạn chọn mo có nghĩa rằng hơn thời gian là chật lót rồi. Nhanh hơn thời gian. Khi mà trái đất trải qua một cái episode. Bạn nào coi phim á, coi phim trên Netflix á, phim mà dài tập á, có cái episode ha. Episode người ta dịch là mùa các bạn. Ở đây thì là giai đoạn nha. Là giai đoạn trước đây của việc ấm lên toàn cầu. Một cái nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ, cái tỷ lệ mà CO2 và methane là methane các bạn. Đang được thải ra vào bây giờ. Cái gì đó 55 triệu năm cách đây. Câu 32. 55 triệu năm cách đây. Có từ tu thì các bạn sẽ nghĩ chữ gì? Có từ tu ở đây. Phải cái có từ tu. Một số bạn sẽ chọn cái từ according to nè. Không phải đâu nha. Từ từ các bạn nha. Để xem đúng hay không. Một số bạn sẽ chọn cái từ compare. Uh, compare to nè. Uh, có dấu phẩy các bạn according to Compared to Hoặc một số cái vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ xem chữ gì nha. Chúng ta phải các bạn phải định, phải đọc phía dưới này nè, chúng ta mới hiểu. Thì cái gì đó cách đây 55 triệu năm khi to, uh, trái đất ấm lên xảy ra thì đã tìm thấy cái sự khác biệt mạnh mẽ uh, trong cái tốc độ của cái việc thải ra này. Thì ở đây bạn thấy rằng người ta đang dùng thì quá khứ và tự nhiên chỗ này người ta dùng lại vào thời điểm này là hiện tại. Ý nói rằng các bạn chọn cái thầy cái từ Camba nha. Rồi, chúng ta sẽ chọn từ Camba. Ý nói rằng khi so sánh cách đây 55 năm thì giờ đây có cái sự khác biệt rất là nhiều trong tốc độ của cái release là thải ra nè. Thì ông này giáo sư của giáo sư của cái uh, giáo sư khoa học ở trường đại học California à uh, santa cruz nói tốc độ của cái việc tạo nên vào lúc này của khí nhà kính thì pha crater nhấn mạnh so sánh hơn rất là nhiều hơn cái mức độ ấm lên toàn cầu à, sau khi cái sự diệt vong cái sự biến mất của con khủng long thì cái sự thải ra cái khí này cái khí mà gây ra cái giai đoạn này cái giai đoạn ấm lên toàn cầu, cái gì đó kéo dài nè, 10.000 năm. Tóm lại câu số 33, bạn quan sát thấy, bạn thấy cái từ plastic là động từ thường. Ở đây bạn kiếm cho thầy một cái trạng từ, bạn bỏ vào, thì trạng từ nào phù hợp thì sẽ đúng nha. Rồi, trạng từ nào phù hợp thì sẽ đúng. Bởi vì ở đây là động từ thường nè các bạn nè. Đây, động từ thường là plastic nè. Thì chỗ đây bạn nghĩ tới cho thầy một cái trạng từ nha. Trạng từ nào mà hợp nghĩa sẽ đúng các bạn. Hợp nghĩa và hợp ngữ pháp ha thì cái sự thải lên cái mà gây ra cái giai đoạn ấm lên này ở đây không dám chắc chắn các bạn ở đây chính là có lẽ bạn chọn thầy cái từ probably Ờ à, cái chữ này probably probably rồi b l ly đây chữ này ủa sao thầy viết nó hơi kỳ ha probable thầy viết cái từ probable cho cho nó dễ các bạn chọn cái thầy là properly ha rồi a b ly đây đúng rồi chữ này có lẽ kéo dài 10.000 năm thì giáo sư này nói hiệp hội người mỹ các bạn cho hiệp hội người mỹ về vấn đề phát triển khoa học ở một cuộc họp ở ở cái khu thánh louis này bằng cách là đốt cháy nhiên liệu à, chúng ta ba bốn các bạn chúng ta gì đó nha để mà thải ra số lượng giống nhau Qua nhiều thập kỷ Ông ấy cũng cảnh báo rằng Việc nghiên cứu các sự kiện ấm lên toàn cầu Và cái à, sự xảy ra về địa chất Đã chỉ ra rằng khí hậu của thế giới Đã vượt qua một cái threshold Là vượt qua được Vượt qua cái ngưỡng các bạn Cái mà gì đó đây nha Câu 34 Trở lại câu 34 Bạn có bi, bạn có tu thì chỗ này bạn sẽ chọn gì đây b to à, một số bạn sẽ là b used to, các bạn một số bạn sẽ là b used to. một số bạn sẽ là à, gì các bạn chỗ này có nhiều thứ mà chúng ta sẽ điền vào thì bằng cách đốt đốt cháy nguyên liệu chúng ta có lẽ nha có lẽ thì bạn sẽ dùng chữ gì ở đây có lẽ ha bạn một số bạn sẽ dùng cái từ able able không hợp nghĩa các bạn chúng ta có khả năng không được các bạn không nói vậy chắc chắn là đốt thì nó sẽ tạo ra rồi mà ở đây người ta đang nghi ngờ thôi các bạn chọn cái thầy là Lily rồi bi Lily tu các bạn nha chúng ta có lẽ thải ra cái số lượng giống nhau trong vòng 3 tập kỷ tới ông ấy cũng cẩm à, thầy đã dịch tới khúc này rồi câu số 35 các bạn câu số 35 bạn cũng sẽ chọn cho thầy uh, 35 đây 35 thì câu số 35, một là bạn sẽ chọn cho thầy là một trạng từ. Hai, bạn chọn chủ ngữ nha. Vượt xa cái mà cái gì đó thay đổi nha. À, cái mà à, cái gì đó thay đổi. À, vượt bậc với sự giúp đỡ của những cái tín hiệu tích cực. À, với cái vòng lẫn quẩn của việc ấm lên toàn cầu. Vì chưa có 35 chữ nghĩa ha, Thì chúng ta thấy cảm thấy hơi bối rối. Thì thấy rằng bạn thỏ con ha. Rồi, like đúng rồi nè. Và rất nhiều bạn ha, bạn khoe phạm cũng lai ly luôn. Rồi, và rất nhiều bạn nha. À, cái phần này nó hơi hơi bối rối, hơi khó xíu các bạn. Thì ở câu số 35, các bạn chọn cho thầy là cái gì thay đổi. À, một cách à, thay đổi và tăng tốc với sự giúp đỡ của cái này. Câu 35, các bạn chọn cho thầy là cái từ khí hậu nha. Rồi, chọn thầy cái từ climate các bạn. Rồi, à, climate, cái mà khí hậu à, cái việc thay đổi khí hậu nè đã tăng tốc với sự giúp đỡ của những cái cái phản hồi của cái chu kỳ lẫn quẩn của việc ấm lên toàn cầu. Giáo sư này là một cái quan chức dẫn đầu ở cái bộ phận ha. Ở trong cái bộ phận à, nghiên cứu về nhiệt độ toàn cầu nè thì tăng tới 50 độ C vì cái sự thải ra hàng loạt của CO2 và metan. Câu số 35 hơi khó xíu các bạn nha. Ở đây người ta dùng một cái danh từ ghép các bạn. Rồi, climate strain nè. Vì vậy các bạn thấy chỗ này các chúng ta các bạn thấy ở đây cái động từ. Đây là động từ của câu. Và đây chính là cái chủ ngữ nè. Rồi hơi khó nha, hơi khó hơi khó xíu các bạn. Tiếp tiếp tiếp, tiếp các bạn. 36 cái gì đó trong À, trầm tích đại dương Các bạn có cái từ sediment là trầm tích nha à, Cái gì đó của ông ấy Trong trầm tích của đại dương Nếu thầy thấy rằng Có bạn chọn cái từ survey Là bạn có ý tưởng nha Bạn có ý tưởng chữ này Bạn có ý tưởng này rất là giỏi rồi Survey là bạn nghĩ tới chữ này là rất là giỏi đó Tuy nhiên không phải survey các bạn Survey là cuộc khảo sát thôi Còn ở đây bạn thấy rằng trầm tích Thì bạn không khảo sát được, bạn phải nghiên cứu luôn Đặc biệt bạn có từ into kìa ở đây bạn sẽ chọn thầy cái từ research nha. Rồi, research, cái sự nghiên cứu các bạn. Ở đây research into ở trong bài chúng ta, người ta dùng cái từ research các bạn. Sự nghiên cứu trong cái trầm tích của đại dương rất là sâu ở dưới biển á đã cho thấy rằng ở thời điểm này khoảng 4.5 tấn CO2 đã được thải vào bầu khí quyển qua 10.000 năm thì đây sẽ là số lượng của CO2 được thải vào khí quyển từ xe cộ và sự thải ra trong quá trình sử dụng à, thiết bị máy móc này các bạn nè rồi thiết bị móc nha bài này nó hơi khó thầy đi nó nhanh nhanh chút xíu à, cho các bạn à, 300 năm nếu như cái khuynh hướng hiện tại tiếp tục ông ấy nói dù cho các bon có thể gì đó đột nhiên tóm lại 37 bạn có thể đoán được là một v 3 Câu 37 này các bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? Đây các bạn, à, chúng ta sẽ xem câu này nha. V3 mà V3 gì? Dù cho carbon có thể được cái gì đó nè, đột ngột và tự nhiên trong bầu khí quyển nha. Đây, bầu khí quyển đây. Một số bạn thấy rằng cái từ distract á, thì lưu ý thầy nha, cái từ distract các bạn thông thường người ta sử dụng với nghĩa rằng thải ra mà thải ra mà bạn bỏ các bạn ví dụ như bạn bỏ nước cống á bạn lén láng bạn vỏ đi vào nước cống hoặc bạn thải ra thải chất thải các bạn còn ở đây carbon nó được thải ra các bạn sẽ sử dụng cho thầy ở trên á các bạn cũng thấy cái từ này nha đây chính là release cái carbon được thải ra sử dụng cho thầy chữ này rồi à, hơi đau đầu bảo thanh ha à, vào trong khí quyển nè cái gì đó các hoạt động núi lửa rồi ba tám các bạn Thì dù cho carbon có thể được thải ra một cách đột ngột Và tự nhiên trong bầu khí quyển Cái gì đó hoạt động núi lửa Câu số 38 Nếu 38 mà chọn sum thì activity thông thường bạn thấy người ta sẽ thêm S Ở đây được thải vào bầu khí quyển từ From nha Bạn nào chọn cái từ from thầy xin chúc mừng nha uh, from các bạn từ hoạt động núi lửa nha nó tốn hàng ngàn năm cho cái việc này để được, để được loại bỏ vĩnh viễn bởi cái quá trình tự nhiên. Tiếp các bạn, đại dương gì đó nè. Ở đây bạn có cái từ is. Ở đây bạn có cái từ verb in. Đại dương đang loại bỏ carbon và nhanh chóng. Nhưng cái khả năng tự nhiên này có thể dễ dàng bị lấn áp, có nghĩa rằng đại dương sẽ không thể nào mà loại bỏ carbon nhiều hơn mà núi lửa tạo ra, ý là vậy nha. Cái mà có lẽ à, đã xảy ra cách đây 55 triệu năm sẽ tốn khoảng 10.000 năm trước khi bầu khí quyển, à, trước khi mà CO2 trong bầu khí quyển các bạn có giảm tới cái mức mà tiền công nghiệp, ông giáo sư này nói. Thậm chí sau khi con người ngừng đốt nhiên liệu Thì cái gì đó nè sẽ vẫn long lasting Là kéo rất là dài Câu 39 bạn nào điền được là rất là giỏi nha Để thầy, thầy dịch cố tình dịch hết cái phần kia Để co, cái bà cho các bạn có thời gian Các bạn làm được câu số 39 Câu số 39 Thì ở đây các bạn sẽ chọn chữ gì ở đây Đây các bạn Đại dương đang loại bỏ carbon Và nhanh chóng Nhưng cái khả năng tự nhiên này Thầy thấy rằng câu số 39 có một số bạn dùng cái từ constantly. Đại dương đang liên tục loại bỏ cái carbon và nhanh chóng. Nhưng cái khả năng tự nhiên này có thể bị lấn áp. Thì ở đây bạn điền cho thầy cái từ mang ý nghĩa là nhấn mạnh nha. Bạn nào dùng cho thầy cái từ x sao nè là sẽ hay nhất nha. Bởi vì nó hợp nghĩa ở phía sau các bạn. Đây chính là khả năng tự nhiên này. Ý người ta nói rằng. Đại dương bản thân nó thì cũng bỏ được Cũng đang bỏ được carbon Nhưng nhanh thôi Cái khả năng tự nhiên này của nó Bản thân nó sẽ dễ dàng bị lấn áp Vì núi lửa tạo ra nhiều hơn Con người đốt nhiên liệu nhiều hơn Bỏ vào nhiều hơn nha Câu số 40 Rồi, câu số 40 Bạn sẽ chọn chữ gì ở đây Thì câu số 39 các bạn cứ chọn trạng từ Nó hợp nghĩa ha Thầy à, thấy rằng mà có nhiều bạn dùng cái từ gradually, có nhiều bạn dùng cái từ slowly. Tuy nhiên nó chưa thể hiện được cái khả năng tự nhiên này các bạn. À, những chữ đó vẫn chấp nhận được. Nhưng từ Excel hay nhớ các bạn. Câu số 40. Thì cái gì đó sẽ kéo dài mãi mãi. Rồi câu số 40. 40 bạn chọn chữ gì ở đây? Chắc chắn là một danh từ rồi. Chắc chắn là danh từ luôn rồi. Quá bất ngờ thỏ con ha. Rồi thì các bạn dùng cái từ slowly, gradually. À, mấy chữ đó cũng được chấp nhận nha. Thầy nghĩ rằng mấy chữ đó vẫn đúng. Tuy nhiên chữ Excel này các bạn, nó thầy nghĩ rằng nó hay hơn, nó hay nhất hơn. Tiếp các bạn. Câu số 40, nhân cái gì đó đây? Rồi, thầy thấy các bạn dùng đúng rồi. Cái ảnh hưởng này, effects sẽ long lasting, kéo dài rất là lâu. Ý là vậy nha. Để làm tốt cái dạng này nè, các bạn phải hiểu cái đoạn văn là một, các bạn phải biết cách sử dụng từ uh, collocation vân vân và thông thường các bạn, các bạn phải hiểu đoạn văn thì các bạn dễ làm hơn ý nó nói là cái gì các bạn, thì các bạn dễ làm hơn và để làm tốt dạng này bắt buộc các bạn phải làm nhiều bài tập dạng này nè thì các bạn điền vào nó rất là nhanh còn bạn nào mà không làm nhiều á lâu lâu bạn gặp một cái á thậm chí điền cái từ đơn giản thôi các bạn cũng sẽ rất là khó khăn, uh, khó khăn các bạn chúng ta sẽ qua câu tiếp theo ba câu cũng là ngon rồi không sao nha ba câu là con rồi à, ba câu cũng là là tốt rồi các bạn bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này nha các bạn sẽ qua cái phần đọc hiểu nè đây phần đọc hiểu đây câu số 41 ở đây phần đọc hiểu thì các bạn tra từ nha à, thầy thấy rằng phần đọc hiểu này nó không có khó lắm các bạn nó không khó lắm bởi vì bạn thấy cái từ which nè cái từ maintain họ gạch dưới nè cái từ release ba từ này quen thuộc quá các bạn ba từ này chắc chắn ăn điểm rồi mà bạn phải tra tôi tra từ tra từ điển nha ráng ra đúng có ba câu đó là là thông thường bạn sẽ đạt điểm rồi đề quảng ngãi nói thì khó thì khó các bạn khó là khó phần viết bạn nào mà giỏi phần đọc hiểu bạn có thể kiếm được điểm cao thầy thấy rằng kiếm được 5 điểm đề quảng ngãi là dễ nha bởi vì mấy cái phần này nè mấy cái phần này thầy thầy đảm bảo rằng các bạn dễ dễ kiếm điểm hơn chỉ có 3 phần thôi bé à, bè bè cũng làm được bảy tám mươi phần trăm các bạn cũng uh, mấy phần kia quýnh thì cũng được 5 điểm rồi tiếp Câu số 42, đó, ví dụ cái chữ này nè. Bạn thấy rằng, dễ không? Release, produce. Câu số 43, bạn chọn thầy có C. Rồi bạn chọn thay có C nha. Rồi 43 bạn chọn thay có C đây, chính là ruột non. À, cover, cái này. Câu 44 các bạn, maintain là duy trì. À, nhiều khi không đọc bài ba câu này vẫn làm vẫn được là vẫn có điểm ngon lành luôn. Câu số 45, theo đoạn văn. Rồi à, dinh dưỡng được hấp thụ hấp thụ trong đâu rồi cái này là cái câu hỏi chi tiết các bạn câu hỏi chi tiết thì các bạn kiếm trong bài cực kỳ dễ luôn tóm lại kiếm cái từ ập so này nè trong bài các bạn rồi hoặc là cái từ tương đương với từ ập so là nó sẽ ra câu này rồi 46 các bạn chọn thầy cô b đây là ba cái chất nè bài đọc hiểu này thầy đảm bảo ở quảng ngãi các bạn làm 5 điểm là rất là vô tư nha nhiều điểm thì khó phần viết thì nó chiếm hai điểm rưỡi nhưng mà bỏ phần viết ra thì những phần khác thì thầy thấy nó nó không đến nổi các bạn 47 Bạn sẽ chọn cái gì đây Rồi ờ, Colorize Đây cũng là câu hỏi chi tiết luôn Câu nào mà chi tiết Là rất là dễ Sợ nhất là cái câu Mà tất cả các câu sau đây đúng Ngoại trừ các bạn Mấy câu đó Thì nó mới dễ nhầm à, Bạn chọn thầy câu D Đây các bạn Và câu số 49 Bạn chọn cho thầy câu A Và câu số 50 Bạn chọn cho thầy câu B Đây các bạn B Đây Xong à, Xong các bạn Rồi à, chấm gắt quá ha. Rồi, gắt quá. Đây, à, gắt. À, Bình Phước. Bình Phước thì không có đề nha, Tiếp các bạn. Đây là cái phần bạn đọc đoạn văn và bạn tóm tắt nè. Các bạn lưu ý cho thầy nha, cái dạng viết này nè. Cái dạng viết writing này nè. Bạn viết, bạn đọc cái đoạn văn này và bạn viết lại đầu tiên có yêu cầu của bạn là bạn phải viết hai à, 120 24. Thì bạn chỉ được hơn khoảng 5 trăm nha. Bạn đừng viết nhiều hơn. Và bạn lưu ý nha. Bạn đừng có copy nguyên một cái câu này. Bạn viết vào cái bài viết của bạn là bạn sẽ bị trừ điểm nha. Bạn nào ở Quảng Ngãi, bạn lưu ý cho thầy ở cái đặc điểm này. Lưu ý cho thầy ở đặc điểm này. Đây, không được. Không được các bạn. Copy y chang. À, hoặc trên. Hoặc trên 50% các bạn. 50% câu trong bài để tóm tắt, đây bạn nhớ thầy câu này nha. Còn nếu không là bị bị bạn sẽ bị trừ điểm nặng nề, đây trừ điểm nặng nề nha. Thì tóm lại rằng Tom sẽ đọc cái bài này nè và Tom sẽ tóm tắt bằng ngôn ngữ của em. rồi em phải tóm tắt bằng ngôn ngữ của em, tóm tắt bằng ngôn ngữ của em, tóm tắt bằng ngôn ngữ của bạn nha. đây ngôn à, ngữ của bạn có nghĩa rằng bạn sẽ diễn đạt theo cách khác không được copy nguyên cái câu này bỏ vào cái bài tóm tắt là sẽ bị trừ điểm ý thầy là vậy nha đúng rồi à, tóm tắt rồi chúng ta đã xong hai đề các bạn hồi nãy chúng ta đã xong bến tre bây giờ chúng ta đã xong quảng ngãi luôn ngày mai thầy dự định sẽ hướng dẫn các bạn đề cà mau ngày mai hẹn các bạn vào rồi, tới đây phần essay nè, là hết rồi các bạn. Hết rồi. Rồi, bạn nào giỏi văn thì rất là dễ làm ha. Đây, giỏi văn rất dễ làm. Đập đầu của gói tử ha. thầy hẹn các bạn nha. Hẹn các bạn nè. À, 9 giờ 15 ngày mai, chúng ta sẽ giải đề. Đề Cà Mau. 90. 10... À, giải đề Cà Mau nha. Rồi, đề Cà Mau nhé yeah. đây rồi thầy sẽ dừng tại đây nha rồi bye bye tom nha Ờ uh, olympic olympic thì không có viết ha bảo thanh ha rồi olympic thì không có viết bảo thanh hẹn các bạn vào ngày mai thầy cảm ơn tất cả các bạn xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha uh, mai mai chúng ta rồi rồi nha Carry Trần nha. BDF thầy đăng rồi, Cà Mau thầy đăng rồi, em cố gắng kéo xuống đi, kéo xuống ở dưới á. Mấy bài phía dưới đó em chịu khó kéo xíu tả xíu tải nha, nhiều khi thầy không có thời gian. Rồi, rất nhiều bạn inbox của thầy. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, g này. Rồi, g này các bạn. Dài bữa thầy chỉ giải bài Bảo Thanh nha, bài Bảo Thanh và bài tất cả các bạn, bài Thỏ Con. Rồi thầy ao đây Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn Rồi xin chào Hẹn các bạn vào ngày mai nha Rồi bye 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 bye